tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe máy tông đuôi xe tải làm một thanh niên tử vong. Khi người dân phát hiện tai nạn, gọi điện thoại báo tin cho chủ xe là ông Nguyễn Đình Thạch, 46 tuổi, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Thạch từ trong nhà mở cửa ra rồi lái xe tải rời đi mà không quan tâm tới tình hình nạn nhân, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Sau khi giấu chiếc xe tải tại một bãi xe thì ông Thạch quay về nhà rồi đóng cửa bên trong.